Xin chào các bác đang xem kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu máy lọc nước của thương hiệu Carofi, dòng tích hợp nóng lạnh, model sản phẩm sẽ là KAD-M33. Và cái mẫu này nó sẽ có những ưu điểm hay là tính năng nổi bật gì thì mời các bác cùng em tìm hiểu trong video ngay sau đây. Bác nào mà cần tư vấn chi tiết về cái mẫu máy lọc nước hay là cần mua hàng, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em, đó là 0974178586. Hoặc vào website để tham khảo giá, website sẽ là eco-mart.vn. Và ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu video giới thiệu với mẫu này gửi đến các bác. Đầu tiên về thiết kế bên ngoài của cái mẫu này sẽ có thiết kế dạng tủ đứng nhỏ gọn với kích thước chiều cao là 100cm, mặt trước ngang sẽ là 32, còn sâu sẽ là 39,9. Với thiết kế nhỏ gọn ấy thì các bác để mọi vị trí phù hợp rất là nhiều không gian khác nhau, như là nhà ăn này, hoặc là trong bếp này, hoặc là những cái văn phòng nhỏ mình để được phù hợp. Ở trên này thì sẽ có hai cái vòi để các bác lấy nước, sẽ có 3 chế độ nước khác nhau: nước lạnh, nước RO và nước nóng. Ở mặt thì sẽ là mặt kính chịu lực. Cánh cửa cũng ra sẽ là cánh cửa bằng kính, vừa tăng cái vẻ đẹp sang trọng cho máy cũng như là các bác sử dụng với lâu về dài, màu sắc nó sẽ không bị phai màu và vệ sinh rau chùi cũng dễ dàng. Hai bên thì sẽ là bằng tôn sơ tĩnh điện, có cả cái tay cầm để các bác bê di chuyển đi chỗ khác. Đường sau thì sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở đây. Đường dây điện này, đường nước vào nước ra này. Những cái đường nước ở đây thì hãng họ cũng đấu sẵn hết cho các bác rồi, các bác chỉ cần đấu vào cái đường nguồn nước nhà mình thôi để mình sử dụng. Có cả chỗ xả này, xả cặn này, xả nước này, bình nóng và bình lạnh. Đây là mặt sau. Đây. Mẫu này ấy, thì sẽ có hệ thống lọc là 10 cấp lọc các nhá. Rồi công suất lọc sẽ là 10 lít trên 1 giờ. Đây em sẽ mở cái cánh tủ ra để các bác xem. Bên trong thì sẽ có hệ thống lõi lọc 3 lõi lọc thô này, 1 2 3 này. Lõi RO là của Mỹ này và 6 lõi bù khoáng này. Các cái lõi lọc bên trong của máy ấy, thì bên hãng họ cũng đã in hết trên cái cánh cửa rồi. Các bác có thể xem ở trên cánh cửa. Đây, lõi Smart Pro V 1, 2, 3. Đây là 3 lõi lọc thô. Lõi lọc thô thứ nhất thì sẽ là lõi 5 micron. Lõi số 2 sẽ là lõi than hoạt tính để loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu. Lõi số 3 thì sẽ là lõi lọc được những hạt là 1 micron. Và thời gian thay lõi thì khoảng 12 tháng. Màng RO của Mỹ, thời gian thay khoảng tầm là 3 năm, 36 tháng đây. Rồi lõi chức năng, 6 lõi chức năng trong này. Các cái chức năng của lõi thì hãng họ cũng đã in hết trên cái bảng này rồi, các bác có thể tham khảo trên bảng. Với cái mẫu này thì cái nước uống sẽ đạt chuẩn của Bộ Y tế là nước uống tại vòi, các bác có thể sử dụng được ngay, không cần phải đun nấu các bác nhé. Về một số cái thông số khác ấy, thì cái mẫu này, cái tỷ lệ lọc sẽ là 5 năm, tỷ lệ lọc 5 này, lấy 5 này, xong rồi thải 5 này. Rồi công suất tiêu thụ điện trung bình là khoảng tầm là 0,5 kW trên giờ, là khoảng tầm nửa số điện. Đây là toàn bộ cái thiết kế bên trong của máy. Cái công tắc bật nóng lạnh thì ở trong này các bác nhá. Đây các bác mở ra này. Trên này thì họ dán cái giấy để chú ý cho các bác là khi mà bật công tắc thì mình không được bật công tắc trước khi mà chưa có nước chảy qua vòi. Mình phải đảm bảo nước xả cả hai vòi ra, sau đó các bác mới được bật công tắc làm nóng lạnh. Tránh trường hợp là mình bật trong khi đó thì nước không có trong bình thì sẽ bị cháy hỏng máy. Ngoài ra thì máy sẽ còn có thêm cả van áp thấp. Công tắc van áp thấp ấy thì sẽ giúp nhà bác nào mà có áp lực nước yếu thì máy sẽ có thêm cái chế độ hút vào để tăng cái nước vào lọc ra cho các bác. Toàn bộ thiết kế bên trong của máy. Màng RO thì của Mỹ. Mẫu này thì sử dụng công nghệ chip. Công nghệ chip ấy thì sẽ cho cái nước lạnh nó khoảng tầm là 10 đến 15 độ thôi. Nó không sâu bằng công nghệ bởi lốc, nhưng ưu điểm của nó thì sẽ là thiết kế gọn nhẹ và cái hoạt động nó sẽ êm ái hơn so với cả máy chạy công nghệ bởi lốc.
Và cuối cùng về mức giá thì dòng KAD gạch ngang M33 của Carofi mẫu 10 cấp nóng lạnh có sử dụng công nghệ chip thì giá thành hiện tại đang bán bên em trừ hết quà khoảng tầm là 6.850.000, tặng cả lắp đặt miễn phí tại nhà. Thì các bác nào mà quan tâm đến mẫu này cần mua hay là cần tư vấn chi tiết hơn, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em, đó là 0974178586. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.